tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Thì hôm nay cây cảnh đời Việt tiếp tục chia sẻ cho tất cả anh em bà con, đặc biệt là những anh em mới bắt đầu chơi mai, một cái chủ đề đó là cái cây mai nó bị suy. Nguyên nhân của nó là do tưới cái nước phèn trong một cái thời gian, là cái thời điểm này năm rồi, thì nó làm cho cây mai nó không có phát triển, bộ rễ nó suy yếu và dẫn đến là cái bộ lá của nó rất là nghèo nàn. Thì hôm nay là mình sau khi khắc phục được thì mình chia sẻ lại cho tất cả anh em để xem và rút kinh nghiệm. Nếu mà những anh em nào mà đã từng theo dõi kênh cây cảnh đời Việt, trong cái clip mà cắt bệnh trên cây mai mà do thiếu dinh dưỡng đa trung vi lượng, thì cái cây mai này là mình có đề cập đến cái phần mà nó thiếu lưu huỳnh và sắt. Thì nó có hai cái vấn đề ở đây là cái cây mai cây mai của mình á là nó bị cái lá nhỏ này, khi mà nó ra cái lá non á rồi nó nhỏ luôn, nó không có lớn, và hiện tượng là nó thiếu cái lưu huỳnh. Và những cái lá lớn á thì nó lại cái màu nó màu nhạt, nó màu nó rất là nhạt hơn cái màu này nữa, thì là do nó thiếu là thiếu sắt. Thì sau khi mình dùng thuốc mình khắc phục lại cái cây này, thì hôm nay là nó đã ra cái đợt lá thứ hai. Thì cái đợt lá này á, là cái đợt lá mà sau cái đợt lá đầu là nó bị bệnh mình phát hiện đó. Thì cái đợt lá này anh em xem ha, hầu như là cây nó đang có trạng thái, đang trên đường cái trạng thái nó rất là sung, mà nó khỏe lại khi anh em nhìn thấy nó bung đọt, cái lá nó rất là đẹp. Thì cái cây mai này á, là nguyên nhân á, là năm rồi cái thời điểm này nè, thì em Phong ở dưới Gò Công á, là mình mua cái cây mai này á, là mình giới cho nó to quá, cái chậu to quá, mà cái thời điểm đó là cái cây mai bộ rễ nó yếu, mình chưa có đem về được, do là vận chuyển ra ngoài đường không được, thì mình mới nhờ em Phong là chăm sóc giùm mình một năm. Thì cái thời điểm này ở dưới á, là nó cái nước ngọt á, nó hết, thì nó còn lại cái nước lợ và cái nước phèn. Thì em dùng cái nước đó ở sông đó, tưới, thì cái cây dẫn đến là cái cây mai nó bị suy, là cái bộ rễ nó không có phát triển, thì nó đang yếu, lá nó đang non yếu, thì tưới thuốc, tưới cái nước mà không tốt vô á, và cái bộ rễ nó không phát triển, thì dẫn đến là cuối cái năm rồi là cây mai á, là rất là nhiều bệnh. Thì sau khi mình đem về thì mình đã xử lý lại cái bộ rễ của cái cây mai này. Thì anh em có thể tìm xem những cái clip mà mình khắc phục trong những cái trường hợp mà cây mai bị suy là do phạm phân, rồi do tưới nước mặn. Thì cái cách mà xử lý cái bầu rồi trồng lại rất giống nhau, anh em có thể tham khảo ha. Thì ở đây mình chỉ đề cập lại là sau khi xử lý, thì trong cái quá trình mà mình khắc phục cái cây mai này á, thì mình đầu tiên á, là mình sử dụng cái thuốc Atonit này. Thì cái Atonit này á, là anh em là 16 lít nước mình pha là 10cc, thì dùng để tưới gốc và mình phun trên thân, trên nhánh. Trong cái giai đoạn là mình mới bắt đầu mình xử lý lại cái bầu đất, thì cái ngày hôm sau là mình tưới, thì cái chu kỳ sử dụng cái này á là 5 đến 7 ngày. Thì cái loại này, Atonit này, là nó thuộc vô cái loại là thuốc kích thích sinh trưởng hay là kích ra rễ á, thì nó dùng để hỗ trợ cho những cái cây mai bị suy yếu rất là hay. Thì sau khi mình sử dụng cái chu kỳ là cứ 5 đến 7 ngày là mình phun tưới một lần, rồi mỗi ngày á là anh em phun nước trên nước sạch á, mình phun trên thân, trên cây ngày 3-4 lần, khoảng 2 tiếng mình phun một lần cho nó mát cây.
Còn cái bào đất của mình á thì mình dùng cái những cái tấm mà tấm vải mà da chăn hoặc là những cái tấm mà ni lông á mình đậy lại. Thì nước tưới á, đối với cái nước tưới cái cây mai này á, là anh em á, là 2 ngày mình tưới 1 lần, và mình tưới như cái chậu này á là mình tưới 10 lít nước đủ duy trì cho cái độ ẩm cho cây nó ra rễ thôi. Thì sau khi mà tưới sử dụng như vậy á, thì cái cây mai của mình á, là nó khoảng là 3 lần tưới Atonis này á, thì nó dơ vô khoảng 20 ngày. Thì lúc đó là cây mai mình nó đã búng ra cái đợt lá thứ hai. Thì khi bắt đầu cái cây mai nó ra cái đợt lá thứ hai á, thì mình sử dụng cái thằng Conidor này nè để mình phun ngừa cái bọ chỉ. Thì anh em nên nhớ mình nói rất là nhiều, thì cái thằng Conidor này á, là mình pha 16 lít nước á, là mình pha cho 10cc. Là 10cc là để mình phun ngừa. Thì khi mà cái cây mai á, là khi muốn phun ngừa cái bọ chỉ hiệu quả là khi cây mai nó bắt đầu bung cái tược nhỏ thôi. Em chiếu gần sát đây cho anh em xem. Cái tược nhỏ thế này là mình đã phun rồi. Hoặc là anh em có thể phun trước đó 2 ngày cũng được cho nó an toàn. Và cứ như thế là 2 ngày là mình phun 1 lần. Thì sau khi phun như vậy á, là lần cái thứ hai á, là mình sẽ kết hợp với cái thằng thuốc sâu, thằng Radiant. Cái thằng Radiant này thì một gói á, là mình pha như vậy là mình pha 16 lít nước. Thì cái thuốc sâu á, là mình tại vì chu kỳ đó là khoảng 4 đến 5 ngày mình mới phun 1 lần. Còn với những cái cây mà bộ lá như thế này là 1 tuần đến 10 ngày mình phun. Thì phun pha thuốc sâu là mình pha đúng theo liều lượng của cái thuốc sâu luôn. Thì cái gói này anh em pha 16 lít nước. Thì trong cái đợt thứ hai á, là khi mình pha cái này á, thì lần này nó cũng có tác dụng là bọ chỉ, nên mình không cần phải xịt cái thằng Conidor. Nhưng mà cái đợt thứ ba là mình mới phun lại cái thằng Conidor. Thì để mình bảo vệ cái cây mai của mình nó tránh nó bị lá sâu. Nếu như anh em mà chăm sóc không kỹ á, thì nó sẽ có một số trường hợp nó vẫn bị, chứ không phải là không bị đâu nha. Thì khi mà cây mai của mình á, là nó bắt đầu nó ra cái thời điểm lá đó, thì đồng thời đó mình cũng sử dụng cái thằng vi lượng. Khi mà cây mai nó bắt đầu nó ra lá như thế này nè, là mình kết hợp là thằng B1. B1 này á, là 16 lít nước mình pha là 20cc hoặc là 16cc cũng được, kết hợp với cái gói này. Thì cái gói này chẳng qua nó là phân bón lá vi lượng, là mình để mình bổ sung là sắt nè, nó có sắt nè, mangan, kẽm nè, ha, borom, rồi thằng molybden. Hoặc là anh em có thể tìm mua những cái loại thuốc vi lượng khác ở ngoài thị trường rất là nhiều. Thì hôm đó là mình có kết hợp pha thêm một lần cái loại chai phân bón lá vi lượng này của Thái, nó là Rotfer B1. Thì cái thằng này á, là nó có 3 cái thành phần chính là kẽm và sắt và manhê. Đây anh em xem ha, manhê oxit, sắt và kẽm. Thì khi mình phun vào cây mai, mình vừa phun và mình vừa tưới gốc luôn. Thì cứ cũng chu kỳ như vậy là cứ 5 đến 7 ngày mình pha, mình phun tưới 1 lần. Thì cây mai sau khi nó phun thì hiện tại là cây mai của mình nó có bộ lá của nó tổng thể là anh em nhìn là cảm thấy cái như vậy là gọi mình có thể chấp nhận, gọi là thành công. Vấn đề ở đây là mình sẽ chờ là cái lá này nè nó hấp thu cái vi lượng và nó già thôi. Thì mình đã giải quyết được cái vấn đề là cái lá nhỏ thì như cái thế này. Thì khi mà thời điểm này thì nói chung mình có thể lật bỏ những cái lá này bỏ được rồi, những cái lá này nó không có lớn.
Thì nói chung là mình đợi để cho nó già đi, cái cây nó già đi, nó khỏe đi rồi mình lặt. Đó, mình lặt bỏ thì lúc đó mình bảo vệ lại cái mình nuôi cái bộ lá mới. À, khi nào mà mình chăm mà cái lá mai á, nó xanh như thế này nè. Cái màu này là màu xanh, là xanh này cũng chưa gọi là nó đủ chất, nó cũng chưa đủ nó như nó chấp nhận được. Ở đây cái lá này. Khi nào mà cái cây mai nó có đủ cái màu xanh như thế này nè, để mình biết là cái cây mai nó đủ chất. Những cái lá này là những lá của cái đợt đầu, anh em thấy không, lá nó rất là nhỏ, nhưng mà cái đợt này ra là cái lá nó rất là to rồi ha, nó rất là đẹp rồi. Thì vấn đề còn lại là cái cây mai này hiện tại bây giờ là mình chưa có sử dụng cái phân hữu cơ cũng như là phân vô cơ, là mình tiếp tục là bón cái dư lượng. Và sau cái thời gian làm cái clip này á, thì mình bắt đầu mình sẽ sử dụng một ít phân hữu cơ. Thì đối với cái chậu này là một đường kính 1m2, thì mình sẽ pha là khoảng 3 muỗng canh phân hữu cơ, mình quậy vào cái thùng nước á, hòa tan để mình tưới. Lúc đầu cho cái bộ rễ nó hấp thu từ từ được rồi, thì cái lá này nó cũng đã lớn rồi, khi cho nó bắt cái phân nó lên thì lá nó mới già được. Thì một cái phi dư lượng á, thì nói chung là mình chưa, nó không có NPK thì nó cũng không giúp được cái cây mai của mình nó có cái lá bộ lá xanh đó. Còn cái phân vô cơ là tuyệt đối là chưa được sử dụng nha anh em. Khi nào mà cái đợt lá đầu này á, mà nó chuyển sang màu xanh mà nó ra thêm cái đợt lá thứ hai, mình mới bón phân vô cơ. Còn hiện tại bây giờ là cái cây này mình sẽ sử dụng phân hữu cơ, mình pha, mình tưới trước, rồi 15 ngày sau mình rải cái phân hữu cơ lên cái bề mặt để giúp cho cây nó có đủ ni đạm, lăng, kali và nó làm cho cái bộ lá nó đẹp. Thì ở đây á, thì mình cũng giới thiệu cho anh em cái vùng của mình là hiện tại mình ở thành phố Hồ Chí Minh giáp danh với Long An. Thì các cái loại thuốc bỏ chỉ mình xài Conedo, chim sẻ, Ấn Độ và hàng Tây Siêu rất là hiệu quả. Thì ngoài thị trường nó còn rất là nhiều loại thuốc khác, nhưng mà một số anh em thì trong kênh có phản hồi là như ở vùng Dạch Giá, Kiên Giang á, là sử dụng thằng Conedo này nó không hiệu quả. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em, ở đây có một cái loại Conedo này là cái dạng bột này là của Mỹ. Thì cái gói này á, cái gói này là nó là 100g. Thì khi pha thì cái gói này á là 16 lít nước, mình chỉ cần pha có 2g thôi. Thì cái gói này á là 100g á, là mình pha tổng cộng là 400 lít nước. Thì cái này là mình pha dạng bột mà rất là đậm đặc. Thì anh em có thể là tìm mua cái gói này để mình thay đổi thử coi là cái dùng của mình á, để mình xịt coi có hiệu quả không. Tại vì cái dùng ở dưới Kiên Giang, Rạch Giá thì những cái dùng biển giống như là ở Bến Tre, Cà Mau thì nó có gió, nó có cái muối á, cái muối của nước biển á, thì sợ là cái đề kháng của những cái con loại côn trùng ở đây nó rất là mạnh. Thì anh em có thể tăng liều lượng thuốc lên và mình thay đổi thuốc khác để khi mình xịt cho cây mai nó có hiệu quả. Tùy thuộc vào đặc tính của mỗi vùng, như anh em ở những cái vùng mà cao nguyên nó cũng khác, thì mình phải linh động trong cái việc mà sử dụng thuốc. Chứ còn mình ở đây thì mình chỉ chia sẻ một số thuốc thôi, thì khi anh em mua sử dụng mà thấy hiệu quả thì mình dùng, còn nếu mà không thấy hiệu quả thì mình có thể là đổi cái thuốc khác. Thì anh em chú ý khi mình mua thuốc, mình chú ý những cái thành phần thuốc như thế này nè, nó nằm ở trong những cái thuốc khác và nó khác nhau là cái tỷ lệ phần trăm thôi, cái cách thôi. Nếu mà đậm đặc thì mình pha theo cái công thức của họ, còn lỏng thì mình pha tăng lên. Thì cái thời gian mà khắc phục cái cây mai này thì mình tính, mình nhớ là chắc khoảng 1 tháng từ cái ngày mình làm cái clip mà cắt bệnh trên cây mai vàng mà do thiếu dinh dưỡng, mà thiếu các, đa phần là thiếu các cái nguyên tố trung lượng và vi lượng. Thì cái cây này á, là nó dính hai cái thiếu hai cái nguyên tố là lưu huỳnh và sắt. Thì nói chung tới cái thời điểm này, cây này coi tạm thời là mình coi như mình khắc phục được gần như là 90%. Vấn đề còn lại là mình chỉ chờ cái bộ lá của cái cây mai này nó hấp thụ nhiều sắt và NPK thì nó sẽ xanh đậm lên là ok. Rồi sau đó là mình sẽ cho cái cây này nó ra thêm một cái đợt lá thứ hai nữa là cây này là chính, và đảm bảo cái cây này Tết năm nay mình chơi bông cực kỳ nhiều.
Và có một cái lưu ý ở đây thì đó, có một số ở ngoài thị trường nó có một số loại cây mai á, là cái lá của nó không có xanh nha anh em, nhưng khi cái lá của nó vàng, nó gọi là nó nhạt hơn này chút xíu, nên là anh em chú ý, nhằm khi cái đó là cái giống, nhằm khi mình sử dụng thuốc rồi mà cái lá nó không xanh thì anh em lưu ý ha, làm khi là cái lá của nó là như vậy chứ không phải là do cây mai nó thiếu chất. Thì khi mình sử dụng phân rồi mình theo dõi để mình biết được là như thế nào. Thì thôi, cuối cùng thì cũng hy vọng là thông qua cái clip này thì bổ sung thêm một cái vấn đề nữa, đó là khắc phục cây mai bị si do tưới nước phèn và nước lợ ở những cái vùng mà giáp danh với biển. Thì hy vọng là một phần nào đó sẽ giúp được tất cả anh em bà con khi mình lỡ mình chăm cây mai nó có cái sự cố như thế thì mình cũng có cái cách để mà khắc phục. Và cuối cùng cũng xin chúc tất cả anh em bà con, đặc biệt là những anh em mới bắt đầu chơi mai, nhiều sức khỏe và thành công.